Xin mượn tên bài hát bất hủ Marco Asensio, Cao tốc xuống địa ngục. Xin mượn tên bài hát bất hủ của rock band huyền thoại AC/DC để nói về một năm trượt dốc, kết thúc bằng những chấn thương đứt dây chằng, như thể rơi tự do xuống địa ngục của tài năng trẻ Marco Asensio. Song hãy nhớ rằng, địa ngục thì vẫn có ánh lửa. Từ cuối mùa giải trước, sự trở lại của huấn luyện viên trưởng Zinedine Zidane đã làm sống dậy hy vọng tìm lại chỗ đứng và phong độ cao cho nhiều trường hợp. Từng bị Lopetegui và Solari hắt hủi ở Real Madrid, Isco và Marcelo chắc chắn là hai người mừng nhất trước tin vui này. Và thực tế, cả hai cũng từng lên tiếng không ủng hộ quyết định ra đi của huyền thoại người Pháp vào mùa hè 2018. Marco Asensio là một trường hợp tương tự. Sau thời Zidane, tiểu Van Basten, Marco được bố mẹ đặt tên theo huyền thoại Hà Lan. Đã bị đẩy ra thi đấu ở vị trí không phải là sở trường, và tất nhiên, anh đã không thể chơi tốt nhất. Tôi cảm thấy mình có thể chơi dứt khoát hơn bên hành lang phải hoặc trung lộ, tiền vệ 23 tuổi từng chia sẻ với Marca. Nếu được xếp đá nhiều hơn các vị trí đó, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để tạo đột biến và đóng góp hiệu quả vào các pha tấn công. Luận điểm ấy dễ dàng được minh chứng khi nhìn vào những thống kê của Asensio trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa trước. Trong 16 trận đá chính bên hành lang trái, anh đóng góp 1 bàn và 4 đường kiến tạo. Trong khi đó, khi chơi bên cánh phải, Asensio ghi 1 bàn, kiến tạo 3 bàn chỉ sau đúng 5 trận. Thế mới thấy, khi Zidane quay về, mùa giải tới sẽ là cơ hội để Asensio lấy lại những gì đã mất. Tuyển thủ Tây Ban Nha từng nhận được rất nhiều sự tin tưởng dưới thời huấn luyện viên Zidane trong nhiệm kỳ đầu tiên của chiến lược gia người Pháp. Dưới sự dẫn dắt của người thầy yêu thích, Asensio giữ được phong độ cao và bật lên với nhiều bàn thắng quan trọng trong những trận cầu lớn, bao gồm siêu cúp châu Âu, siêu cúp Tây Ban Nha và chung kết Champions League trước Juventus. Mùa Champions League 2017-2018, Zidane đặt niềm tin vào Asensio trong trận bán kết lượt đi với Bayern Munich, để rồi tiền vệ trẻ này trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận khi ghi bàn quyết định giúp Real giành chiến thắng. Marco thực sự tạo nên sự khác biệt, Zidane nói với AS sau trận đấu. Cậu ấy mang đến tốc độ, những pha ngoặt bóng bất ngờ và tác động rất lớn đến cục diện. Tôi hài lòng với màn trình diện đó. Các đồng đội của cậu ấy cũng thấy vậy. Phong độ cao ấy của Asensio vốn dĩ cũng được huấn luyện viên kế nhiệm Zidane ghi nhận và trao cơ hội trong những ngày đầu tiên dưới triều đại mới. Anh thậm chí suýt được trao chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo và thực tế đã được kỳ vọng là người bước lên khỏa lấp khoảng trống khổng lồ mà CR7 để lại. Nhưng rồi Asensio thất bại, chìm nghỉm trong tấn áp lực khổng lồ ấy. Chính cầu thủ người Tây Ban Nha thừa nhận, anh chưa phù hợp làm người dẫn đầu. Tôi không nghĩ mình thích hợp để gánh đội. Ở Real, còn nhiều cầu thủ kinh nghiệm với nhiều năm thi đấu đỉnh cao và đẳng cấp hơn tôi. Họ phải là người lãnh đạo đội bóng này. Với việc Eden Hazard, Luka Jovic và Rodrigo gia nhập mùa hè, gánh nặng ghi bàn của Real Madrid mùa giải tới sẽ được san sẻ đồng đều hơn. Thay vì oằn gánh trên vai của Asensio và Karim Benzema, sự thiếu áp lực đó từng giúp Asensio tỏa sáng trong những ngày đầu xuất hiện và hoàn toàn có thể sẽ giúp anh tìm lại phong độ vốn có của mình. Tuy vậy, vận rủi đã đến. Trong thời khắc tràn trề hy vọng nhất, Asensio rời sân trong nước mắt khi dính chấn thương nặng trong trận giao hữu tiền mùa giải với Arsenal. Đó là chấn thương vô cùng đáng tiếc nếu biết rằng chỉ 6 phút trước khi gục ngã trên thảm cỏ West Asfield bờ đông nước Mỹ,
Asensio đã nhắc nhở tất cả mọi người về tài năng của mình khi đập nhà ăn ý với Marcelo, rồi tung cú sút trái phá định tỷ số hòa 2-2. 3 phút trước đó, cũng chính Asensio đóng vai trò quan trọng trong bàn rút ngắn cách biệt của Gareth Bale khi anh nhử thủ môn rời khỏi khung thành bằng một cú xoay comba tạo khoảng trống để đàn anh xứ Wales dứt điểm. Chúng tôi đã mất một cầu thủ của mình trong một trận đấu này và tất cả đều cảm thấy xót ruột. Trên trang chủ Real, dẫn lời Zidane sau trận đấu, hy vọng rằng chấn thương đó sẽ ít nghiêm trọng nhất có thể. Dẫu vậy, chỉ vài giờ sau, điều Zidane không mong chờ nhất đã xảy ra. Asensio được chuẩn đoán đứt dây chằng chéo trước và rách sụn gối trái. Trang chủ Los Blancos thông báo anh sẽ cần phẫu thuật trong vài ngày tới và đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu hết mùa giải. Với việc Dani Ceballos phát chuyển sang chính Arsenal và Bale không còn cơ hội ở lại Bernabeu, chấn thương của Asensio không chỉ là đòn giáng mạnh vào chính anh, mà còn cả những sự hàng công của Madrid nữa. Đau buồn là vậy, nhưng Asensio cũng mới chỉ 23 tuổi và vẫn luôn là quân bài yêu thích của huấn luyện viên Zidane. Anh sẽ cần kiên nhẫn thêm một thời gian dài nữa, cần hồi phục tốt nhất để chụp lấy thời cơ tiếp theo của mình. Bên dưới địa ngục sâu thẳm đó, có thể vắng ánh sáng của vinh quang, nhưng vẫn còn ánh lửa chiếu rọi cho những hy vọng. Hãy nghe lại những câu hát đầy ngổ ngáo trong hoàn cảnh khó khăn của ACDC mà lạc quan vượt qua sóng gió của mình.